Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu về mình. Xin chào cả chú Quyền Linh đi, chị Cát Tường và toàn thể các bạn ở trong trường quay. Rồi. Mình tên là Lê Văn Đông, năm nay mình 28 tuổi, đang sống ở thành phố Đà Lạt nhưng mà quê là ở Ninh Thuận. À, Đông làm nghề gì? Hiện tại em đang làm điêu khắc gỗ nghệ thuật. Điêu khắc gỗ, tranh gỗ, tượng gỗ, tức là các loại. Cái này là phải có bàn tay gọi là thờ, dạ, không dạ. Nghĩ lắm mà ha. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em xin chào tất cả mọi người có mặt ở tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Thị Thu Vân. Em năm nay 27 tuổi. Quê của em thì ở Vũng Tàu, nhưng mà em đang làm việc và sinh sống tại thành phố xinh đẹp thơ mộng Đà Lạt ạ. Ồ, trùng hợp quá. Ở gần nhau không? Phường mấy vậy em? Dạ, em ở phường 8 ạ. Ôi rồi, phường 11 qua gần lắm, 5 phút tới à. Dạ. Vậy mà đó giờ trở anh không biết em ở Đà Lạt bao lâu rồi? Dạ, em ở được hơn 9 năm rồi chị. Trời ơi, ở cùng Đà Lạt gần nhau mà không nhìn thấy nhau, không tìm được gặp nhau mà hôm nay lại gặp nhau, bạn muốn hẹn hò. Đúng là cơ duyên. Dạ, em xin chào anh ạ. Anh có thể nói cho em và tất cả mọi người ưu điểm và khuyết điểm của anh cũng như sở thích của anh không được không ạ? Nói khuyết điểm trước đi. Dạ. Khuyết điểm của anh là đói bụng lên thì ai mà đụng tới anh là lên đồng liền à. Bực bội. Khi mình đói là mình có tật xấu. Wow đó, đây cũng có mấy người vậy đó. Với một cái nữa là khuyết điểm của anh là anh có hút thuốc lá. Hút nhiều không anh? Ngày trước thì có nhiều, bữa nay thì giảm bớt rồi. Cách đây bao lâu vậy anh? Khoảng 2 năm. Bớt là bớt bao nhiêu vậy anh? Trước kia thì anh hút nhiều lắm, hút ngày 2 gói, nhưng bây giờ bỏ ngày còn nửa gói thôi. Dạ. Rồi ưu điểm gì nó nói luôn đi. Biết chơi thể thao nè, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là việc đẹp, vô cái là xong. Nhưng mà có ngon hay không á anh? Chất lượng lắm em ơi, không ngon khỏi lấy tiền. Giống mèo khen mèo dài đuôi quá. Còn gì nữa không nè? Sở thích thì thích nuôi chim chào mào, thích trồng hoa, thích những cái cảnh đẹp mà chỗ nào mà đẹp là trải chiếu ngủ đó, cả ngày cũng được, muốn về. Rồi, mời bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em. Em hoạt bát, em nhanh nhẹn, em biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm khô gà và tất cả các món ăn vặt. Em hay nấu cho bạn bè của em ăn. Và trước giờ thì em chưa có thấy bạn em đứa nào chê hết rồi. Em hơi khó tính một chút xíu, thích sạch sẽ, em nói hơi bị nhiều. Em cũng hơi đa nghi chút xíu, rất là sợ tăng cân, nhưng mà em rất là thích ăn. Thôi ăn đi em ơi, có sức khỏe. Tình trường thì sao? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em do em hơi nhạt nhẽo, không có chủ động, không có biết thể hiện tình cảm, nên cuối cùng cái mối tình đó của em cũng chấm dứt. Thì qua mối tình thứ hai thì em có điều chỉnh, biết nêm gia vị, nhưng mà nó cũng hình như nó hơi mặn quá hay sao á, nên nó lại không thành. Được. Dạ. Lạc quá cũng không được mà mặn quá cũng ăn không ngon. Dạ. Đợt này là nêm dừa nha. Dạ. Rồi bạn trai bên kia. Em có một mối tình mà chia tay cách đây là 4 năm rồi chị. Mình quen lâu mau rồi. 2 năm. Và lý do sao chia tay? Lý do chia tay thì bạn gái ấy có cái lừa dối á chị. Em hẹn hôm đó là chủ nhật em chở bạn ấy đi chơi, nhưng mà bạn ấy là kêu bảo là thôi nay em mệt em ngủ. Thì em cũng để cho bà ấy ngủ rồi em đi mua đồ ăn sáng. Mua đồ ăn sáng chạy qua thấy đi chơi với người khác. Xong buồn về luôn. Nhưng mà đi với ai? Đi với bạn trai hay đi với gái? Nhiều khi dạ là... đi với người đàn ông khác đó chị. À thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ nói tương lai nè. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Cao cao, men lì, đừng có ốm quá, mập mập chút xíu để cho nó ấm á chị. Nhất định là phải chung thủy, không có thả thính nhiều người quá. Và đặc biệt là đừng có quá nhiều em gái mưa. Anh ơi, anh có nhiều em gái mưa không anh? Không có ai em ơi, nhắn tin anh còn trả lời luôn. À vậy hả anh? Anh là cực kỳ trung thủy á. Dẻo miệng em cũng thích rồi. Anh thì không có dẻo miệng đâu, nghĩ đâu là nói đó thôi à. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Ưa nhìn là được rồi. Tốt với mọi người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ của bạn ấy. Em cũng không quan trọng về nghề nghiệp hay là gì cả. Thì quan trọng là cái sự trung thủy và chân thật. Cũng không cần mà người đó quá giỏi giang hay gì cả. Bây giờ nếu được thì khi nào em có thể tiến tới hôn nhân được nè em? Nếu được thì do bên đàn gái thôi. Đàn gái mở cửa là hốt luôn. Hốt luôn. Nhanh nhất là bao lâu rồi chậm? Nhanh nhất là 3 tháng. 3 tháng? Dạ, mà chậm nhất là 6 tháng. Mà chậm nữa là 1 năm trở lại thôi. Nhưng mà em đã sẵn sàng hết chưa mà em nôn nóng vậy? Muốn vợ lắm rồi. Muốn vợ lắm rồi. Giờ lấy vợ về ở đâu?
sẽ đứng như ở Đà Lạt. Ở chỗ nào? Ở nhà của ai? Hiện giờ em đang thuê cái chỗ đó làm mặt bằng để em làm ăn. À, 10 năm. Mình ở trong đó luôn, thuê 10 năm. Mà được mấy năm rồi? À, mới được 4 năm thôi. Tốt. Như vậy là sẵn sàng hết mọi thứ rồi. Bạn gái dạ. Gật đầu là ok thôi. Dạ, gật đầu là hốt luôn. Có cái điều gì mà em cảm thấy không có thích ở vợ mình không? Không thích người con gái bài bạc với lừa dối. Có bài bạc gì không em? Dạ không chị ơi. Trời ơi, con gái đâu ai đâu bài bạc. Ô có chị. Không có. Em thấy rồi. Thấy anh này cũng được đó. Nhưng mà ảnh muốn cưới sớm quá vậy em đáp ứng được không? Thời gian không có quan trọng chị. Ừ. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem đàn gái như thế nào nha. Em muốn sao? Dáng người cao thấp. Da trắng hay gì? Da trắng càng tốt. Đừng có mập quá là được. Vừa đủ ôm thôi hả? Trắng vừa đủ ôm. Dạ em chào anh Hoàng Linh ạ. Chào em. Nãy giờ em nghe anh này nói em cảm nhận anh thế nào? Em thấy chắc là cũng chín chắn. Tại vì em thích tìm người chín chắn, biết lo cho gia đình. Nãy giờ em nghe anh nói anh có cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình không? Có một chút xíu gì đó. Chút xíu gì thôi hả? Dạ chắc là 70-80% à. 70-80% là được rồi. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ em đi với dì ruột của em ạ. Dạ chào dì. Tôi xin phép chào MC Quyền Linh. Dạ chào dì. Dạ Cát Tường. Dạ. Chào cô bác trong khán giả trong khán đài hôm nay. Tôi là dì ruột của Phan Thị Thu Vân. Tôi thấy cháu trai đây nè cũng rất là dễ thương, ăn nói cũng hoạt bát. Cháu gái của dì á thì nó tánh nó thì nó hay nóng nóng, hay nạt hay nộ. Sau này mà có mà thân nhân á thì các con á phải nhìn nhường nhìn với nhau. Nó thì nó hay nó nhiều chứ mà nó cũng hiền lắm, mà nó ở nhà chứ nó cũng tỉ mỉ biết lo cho gia đình. Nó chỉ có một bà mẹ với đứa em thôi. Nay mẹ nó đi không được là vì thế gì đi lên đây, cái đến đi rồi gia đình cũng chấp nhận cháu trai của dì nha, cháu rể đó đến cho nó sớm sớm. Dạ con cảm ơn dì. Dạ cảm ơn dì ạ. Rồi anh đi với ai? Dạ em đi với hai em gái và hai bạn và hai em kết nghĩa. Em gái ruột á hả? Dạ hai em gái ruột. Rồi gặp em gái ruột. Dạ, đi em gái ruột. Em gái ruột thì được chứ em gái mưa là cổ không chịu đâu. Dạ, á nha. Hai em gái ruột. Em chào anh Huyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào hai em. Dạ em chào mấy vị khán giả ở đây ạ. Em thấy anh chị cũng hợp với nhau. Dạ hy vọng sau chương trình này anh chị sẽ tiếp tục hẹn hò. Xin cảm ơn xin hết ạ. Bên kia của em gái ruột luôn á hả? Dạ em gái. Giống hai chị em sinh đôi quá nha. Dạ không, cách nhau cũng 3 tuổi. Rồi mở cửa hàng rào. Cho cái bộ hoa này tặng cho em mang từ Đà Lạt xuống nè. Dạ em mang từ Đà Lạt xuống hả? À, chúng ta bắt đầu nói trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận đầu tiên khi các bạn gặp mặt như thế nào? Dạ em chào anh. Chào em muốn hỏi anh là anh cảm thấy em là người như thế nào ạ? Anh cũng là thấy em này cũng rất là dễ thương, cũng rất là mộc mạc chân thành. Thì anh thì cũng thích cái ánh mắt. Anh nhìn đầu tiên anh đã thích. Thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên của em là anh nói chuyện cũng chân thật, cũng thật thà, chất phác. Em muốn hỏi anh là anh định nghĩ thế nào là hạnh phúc? Thì theo như anh nghĩ thì hạnh phúc thì phải đến từ hai người. Thì mình biết quan tâm, chăm sóc cho nhau. Những khó khăn vất vả trong cuộc sống thì mình phải chia sẻ. Đừng có im với nhau rồi cuối cùng cái đổ vỡ, không có cái kết cục hạnh phúc cho tương lai. Dạ. Em thì khi mà đi tới những cái nơi đông người á, ví dụ như siêu thị hay là rạp phim công viên gì đó, em thấy những cái ông bố bà mẹ dắt con cái của họ đi chơi, đi công viên á, thì em thấy rất là thèm, rất là muốn mình có một cái gia đình nhỏ như vậy, muốn mình có một cái hạnh phúc như vậy. Nếu em đồng ý anh sẽ cho em được một gia đình như vậy, thì anh cũng mong rằng thì trong tương lai mình sẽ tiến xa hơn và mình có cơ hội mình đến được với nhau, mình đến được thành chồng, thì anh nguyện sẽ đem cuộc đời và trái tim này trao tặng cho em. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Hôm nay cái duyên hai bạn đã gặp nhau ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn có phận hay không là do hai bạn tự quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm quý vị nha. 1 2 3
Mời. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào. Cảm giác sao? Ấm nhưng mà tay hơi run. Nghệ sĩ điêu khắc hả? Hãy về khắc hình cô gái ấy trong tâm trí của mình nha. Hôn nhau đi hai bạn. Cái gì cơ? Là Thành không chị? Là Thành đó. Trời ơi, giờ này bà hỏi là Thành không chị? Là đã đỏ tim, hai trái tim lên rồi nè. Rồi nắm tay nhau rồi nè. Rồi ngày hôm nay là một cái nụ hôn tại sân khấu, bà muốn hẹn hò để kỷ niệm ngày hai chúng ta vừa có duyên. Còn phận để đó chờ xem. Rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng.